hiến tiểu cầu thì cũng giống như hiến máu như mấy bà, nguyên một cây kim to đụng ghim vô. Ở đây nó sẽ có hai ống, một ống là máu ra, một ống là máu vô. Thì máu ra sẽ đi qua một cái máy giống như vậy. Máy nó sẽ tạm tách một cái phần chất lỏng màu vàng vàng giống như bia như vậy nè. Sau đó cái phần chất lỏng vàng này sẽ đi vô máy lại và được quay ly tâm để lấy cái tiểu cầu của mình ra. Còn lại những cái chất giống như máu hồng cầu hay là những cái khác không phải là tiểu cầu sẽ được trả về cơ thể của mình qua cái ống dẫn máu vào. Thì mỗi lần hiến tiểu cầu để có được một cái lượng khoảng 300ml như yêu cầu á, thì nó sẽ lặp lại cái chu kỳ này một đến vài lần. Mỗi lần á, mà cái máu á, nó được trả ngược vào cơ thể á, thì khi đó mình sẽ cảm thấy á, giống như là hơi tê tê đầu lưỡi nhẹ trong khoảng 5 giây. Ngoài ra thì nó sẽ hơi nhói nhói ngay chân chỗ cái vết kim á. Hiến máu thì rất là nhanh, khoảng 5, 10, 15 phút là đã xong rồi. Nhưng mà hiến tiểu cầu á, có khi nằm nửa tiếng hoặc có khi hơn một tiếng luôn. Giống như ngày hôm nay em đi hiến á, là do cái vết kim nó đâm vô nó không có được ok mấy, cho nên là cái lượng máu rút ra nó bị chậm á. Em nằm á, gần 1 tiếng rưỡi mới đủ cái lượng tiểu cầu á. Do tiểu cầu á, là cái hạn sử dụng ngắn trên khoảng dưới 1 tuần, không có để lâu được giống như máu, cho nên thường á, là khi mà có bệnh nhân cần á, thì bệnh viện mới gọi mình vào để hiến. Rồi cái thời gian hiến tiểu cầu á, nó cũng lâu mất thời gian hơn hiến máu, cho nên thường á, là mỗi lần đi hiến đoàn là gọi gấp, là sử dụng gấp liền trong ngày hoặc là chậm lắm là qua ngày hôm sau thôi. Bởi vì là khi đi hiến tiểu cầu em không hẹn được mấy anh chị á, là tại vì toàn là những cái ca phải đi liền và đi nhanh thôi. Thường là em sẽ để lại cái số điện thoại hay là thông tin liên hệ với lại cái khoa, thì khi cần á, khoa các anh chị sẽ nhắn cho em để chạy ra liền. Hiến máu á, thì sau 3 tháng á, mình mới hiến được một lần. Còn hiến tiểu cầu á, thì cứ 15 ngày là mình có thể hiến thêm nữa được rồi. Ngoài ra nó cũng có một số yêu cầu giống như là không hút rượu bia hay là không có bị thiếu máu hay là không có mắc những cái bệnh truyền nhiễm. Và đối với nữ thì không có nằm ở trong chu kỳ cụm dâu á, là ok.